đây thì gầm cầu thang luôn là những nơi bị quên lãng, là góc chết ở trong nhà, vì nơi đây lúc nào cũng ẩm thấp, chật hẹp và không thể tận dụng được. Nhưng ngày nay, với những ý tưởng thiết kế thông minh, sáng tạo của các nhà thiết kế, mặt tủ gầm cầu thang đã ra đời. Chính vì vậy, góc tối năm xưa ấy nay đã trở thành một trong những nơi được yêu thích nhất ở trong căn nhà. Hãy cùng theo dõi video này của blog Nội thất đẹp để xem người ta đã tận dụng như thế nào để làm các mẫu tủ gầm cầu thang đẹp được ưa chuộng nhất hiện nay nhé. Những lưu ý khi thiết kế tủ gầm cầu thang đẹp. Để thiết kế và sở hữu tủ gầm cầu thang đẹp thì bạn cần lưu ý một số vấn đề sau. Thứ nhất, thiết kế mẫu tủ gầm cầu thang phù hợp với mục đích sử dụng. Khi thiết kế tủ gầm cầu thang, bạn cần xác định rõ nhu cầu, mục đích sử dụng của mình. Thông thường, tủ gầm cầu thang sẽ được sử dụng với các công năng chính như sau. Thứ nhất, tủ sách, giá sách. Thứ hai, kệ trang trí. Thứ ba, tủ đựng TV. Thứ tư, tủ rượu. Thứ năm, tủ để quần áo, giày dép, đồ dùng, v.v. Lưu ý thứ hai, chọn mẫu tủ gầm cầu thang vừa vặn kích thước. Việc tính toán chính xác chiều dài, chiều cao của khu vực gầm cầu thang, từ đó lựa chọn được mẫu tủ gầm cầu thang, phòng khách phù hợp nhất, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng sử dụng. Lưu ý thứ ba, lựa chọn kiểu dáng, màu sắc của tủ gầm cầu thang phù hợp. Kiểm tra cách phối màu của nội thất, từ đó lựa chọn màu của tủ gầm cầu thang phù hợp, tạo nên sự hài hòa, đồng điệu với tổng thể không gian nhà ở. Lưu ý thứ tư, chọn vật liệu thiết kế tủ gầm cầu thang đẹp, bền. Lựa chọn vật liệu thiết kế tủ gầm cầu thang là điều quan trọng và cần thiết. Gầm cầu thang là vị trí thiếu sáng, dễ bị ẩm mốc. Do đó, bạn cần chọn vật liệu cao cấp, chống thấm, mối mọt và chịu được độ ẩm tốt. Lưu ý tiếp theo, thiết kế và bố trí tủ gầm cầu thang hợp phong thủy. Để thiết kế và bố trí tủ gầm cầu thang phòng khách hợp phong thủy, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau đây. 1. Tủ gầm cầu thang bố trí ngăn nắp, gọn gàng và đóng cửa khi không sử dụng. Thứ hai, tủ gầm cầu thang để đồ phải hài hòa, sạch sẽ, cân đối với không gian. Thứ ba, tủ gầm cầu thang có màu sắc hài hòa và hợp mệnh gia chủ. Thứ tư, gầm cầu thang nên bố trí kệ để cây cảnh, hoa, giúp ngôi nhà tăng thêm sinh khí. Mẫu thiết kế tủ gầm cầu thang đẹp, thông minh được ưa chuộng nhất hiện nay. 1. Mẫu tủ rượu gầm cầu thang. Trong những ý tưởng làm tủ gầm cầu thang thì tủ rượu là một ý tưởng không thể bỏ sót, đặc biệt với những gia chủ thích sưu tập rượu. Nếu có không gian rộng rãi, bạn có thể bố trí một chiếc bàn cùng với ghế nhỏ và rất sang chảnh như thế này. Bạn có thể sử dụng những mẫu tủ bảo quản rượu vang chuyên dụng hoặc là sử dụng những chiếc tủ gỗ trưng bày những chai rượu ngoại. Hai, mẫu tủ TV dưới gầm cầu thang. Tận dụng gầm cầu thang để bố trí tủ TV cũng là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình hiện nay. Điều này vừa giúp bạn tận dụng tốt không gian, vừa tăng thêm tính thẩm mỹ. Hiện nay thì các mẫu tủ gầm cầu thang vô cùng đa dạng, do đó tùy theo sở thích cá nhân mà bạn có thể chọn được thiết kế phù hợp nhất, tạo điểm nhấn cho không gian phòng khách. Thứ ba, mẫu tủ quần áo, giày dép dưới gầm cầu thang đẹp. Tủ quần áo bố trí dưới gầm cầu thang cũng là giải pháp tối ưu cho các ngôi nhà mà có diện tích không quá lý tưởng. Bạn có thể lựa chọn nhiều mẫu tủ nhựa, gỗ với dạng kéo, trượt hoặc là cánh tùy theo sở thích. Từ thiết kế cho đến màu sắc của tủ đều mang lại sự trẻ trung, mới mẻ và năng động cho không gian sống của gia đình bạn. Thứ tư, gầm cầu thang được tận dụng làm tủ sách. Một chiếc tủ đặt ngay dưới gầm cầu thang với đầy những quyển sách mà bạn yêu thích là ý tưởng tuyệt vời để giúp căn phòng của bạn thêm phần cuốn hút. Bạn hoàn toàn có thể biến góc chết dưới gầm cầu thang thành những giá sách và trên đấy bạn có thể trưng bày toàn bộ những cuốn sách mà mình yêu thích. Chắc chắn đây sẽ là không gian thư giãn cực kỳ lý tưởng, vừa giúp bạn tận dụng tối đa diện tích vừa tạo điểm nhấn ấn tượng. Thứ năm, mẫu tủ bếp gỗ dưới gầm cầu thang đẹp. Nếu diện tích của gia đình bạn không quá lý tưởng, bạn hoàn toàn có thể tận dụng gầm cầu thang để làm gian bếp nấu nướng của gia đình. Đây sẽ là nơi các thành viên trong gia đình có dịp ngồi lại để trò chuyện, ăn uống và chia sẻ với nhau những câu chuyện thú vị hay những mệt mỏi sau ngày làm việc dài. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng gầm cầu thang để làm tủ bếp. Tuy nhiên, cần đo đạc chính xác kích thước của gầm cầu thang và nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ thiết kế để đảm bảo phù hợp nhất.
6. Bốc kệ trang trí gỗ dưới gầm cầu thang đẹp. Nếu bạn không có nhu cầu tận dụng tiện ích ở dưới gầm cầu thang, thì bạn hoàn toàn có thể biến nó thành nơi trang trí để tạo điểm nhấn cho không gian gia đình. Chiếc tủ đựng trang trí bằng gỗ màu đen hoàn toàn nổi bật dưới phần gầm cầu thang màu trắng và có thể tận dụng những ngăn kéo nhỏ để sắp xếp đồ đạc. Để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà, bạn có thể tận dụng gầm cầu thang, thiết kế các kệ trang trí bằng gỗ với những bức ảnh hoặc là một vài cuốn sách mà mình yêu thích. Vậy là blog nội thất đẹp vừa giới thiệu đến các bạn những mẫu tủ đẹp ở dưới gầm cầu thang. Hy vọng với những gợi ý trên thì các bạn có thể tìm được cho mình ý tưởng thiết kế riêng cho những góc không gian chết của nhà mình, để không gian đó trở nên độc đáo, ấm cúng và phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của bạn. Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé! Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog nội thất đẹp nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.